Hôm nay thì mình nói về cái vụ đi học ở Mỹ như thế nào. Thì nếu mà các bạn biết mình thì mình đi Mỹ theo diện K-1 visa. Thì bây giờ mình đang chờ giấy tờ, mình chờ thẻ xanh đồ nên mình đã để đăng ký đi học có cái lớp học này là ESL, có nghĩa là English Second Language. Nói chung cái trình độ Anh văn mình á, mình học cũng nhiều lắm, ở cấp 3 mình học cũng nhiều mà ra trường mình học thêm rồi mình giao tiếp nó vẫn dở ẹt. Nên mình nhất định phải đi học lại. Mà mình đi học ở đây cái lớp học này dạy á, dạy tiếng Anh nó là ngôn ngữ thứ hai á, nó được dạy là miễn phí. À, cái khu vực mình ở, cái tiểu bang mình là Maryland, nó có nhiều thành phố lắm. Còn ở đây nó kêu là Montgomery College. Cái chương trình ESL dạy cho mình đó là nó có thể liên thông lên đại học luôn nha các bạn. Thì cái chương trình mình học nó có 6 level. Thì bữa hổm đó, bữa ngày 19 tháng 6 thì mình đi vô bốc số. Thì mình thấy ở Mỹ á, có nhiều dân người nhập cư lắm, ở đâu người ta cũng lại đây để đi học hết, người ta xếp hàng rất là đông. Bữa đó mình lên xếp hàng. Xong rồi 2-3 bữa sau nữa là mình đi vô, mình đi test bài kiểm tra của mình. Nó nghĩa là cái test bài kiểm tra đó là sao? Là mình chỉ nghe rồi xong rồi mình đánh dấu ABC coi người ta xét trình độ mình ở đâu. Tại vì cái lớp ESL này á, thì nó là tới 6 level mà mình bắt đầu là level thứ hai, có nghĩa là mình đi qua Mỹ này là giờ 3 tháng rưỡi rồi đó, mình bắt đầu level là thứ hai, nói chung là cũng rất là tệ. Thì trong lớp học của mình á, thì cũng có nhiều người lắm, hiện tại là 11 người, trong đó có mình. Thì 3 người đến từ Hàn Quốc, 3 người đến từ Salvador, rồi 1 người Iraq, 1 người Bolivia, nói chung là tất cả luôn mình không biết, mà mình chỉ biết là người Hàn thôi. Thì mình nói về cái lớp học này, cái lớp học này mình phải đi đăng ký mà nó rất là nhiều người để học. Mình rất là thích học tại vì mình ở Việt Nam mình phải bỏ tiền ra rất là nhiều mình để đi học một chương trình mà để có người nước ngoài dạy mình rất là tốn tiền. Còn ở đây mình được đi học miễn phí, cái giờ học của mình là từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, từ thứ hai đến thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là mình học 3 giờ mỗi ngày. Mình cảm thấy thích khi mà được đi học tại vì á, mình chưa định hướng được là mình sẽ vô đại học ở Mỹ, nhưng mà mình định hướng là mình phải nói tiếng Anh giỏi ở Mỹ. Tại vì mình mà không nói tiếng Anh giỏi ở Mỹ á, thì mình không biết phải làm gì, nói cái gì cũng ú a ú ớ, mình không hiểu gì hết. Mình cũng không phải mình cũng biết tiếng Anh nhưng mà mình qua đây mình thấy mình còn tệ rất là nhiều, nên mình cố gắng đi học học đến khi nào mình hiểu, mình cảm thấy người ta nói gì mình cũng hiểu. Giờ nói đa phần mình hiểu nhưng mình hiểu không nhiều, với lại cái cách mình nói tiếng Anh nó còn dở quá, mình nói không có chuẩn, nên mình cố gắng đi học. Mình quay cho các bạn một chút về cái trường ở đây như thế nào ha. Ok chờ đó, thấy cái tên trường không? Montgomery Wallace Middle School, có nghĩa là trường cấp 2 á, trường cấp 2 ở Mỹ đây nè. Mấy bạn thấy cái lằn gạch ở đây á, sao mà nó dài quá, giữa cái Bắc Kinh đậu xe nó dài ơi là dài luôn á, lúc đầu ngu ghê á. Tại vì đây là trường học đón xe buýt nên người ta đậu cái Bắc Kinh này, nó cái lane này nó dài nó lớn, mình ngu không biết, hỏi một lần mình sẽ biết đó. Cái đây là bảng cái khuôn viên cái trường học của mình ha. Rồi hôm nay mình đi sớm một chút để mình nói cho các bạn biết về cái việc học ở đây như thế nào. Thật sự là mình rất là thích đi học, mình phải học. Tại vì ở bên Việt Nam á, bữa mình nói lộn, thật sự mình học cấp 3 rồi nha, mình không thi đại học, mình không học phải không học tệ học tệ nhưng mà mình thích đi Mỹ nên mình không thi đại học. Bây giờ mình đến Mỹ này với lại một thời gian mình cũng đã đi làm rồi nên mình cũng cũng không hẳn là mình phải chọn con đường vô đại học, nhưng mà mình chọn là mình phải biết tiếng Anh giỏi để mình phải làm gì, người ta nói gì mình cũng phải hiểu, mình phải biết hết. Nên cái đó là mình muốn đi học. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn là những người đi qua đây theo cái diện K-1 visa thì cố gắng đi đi học tiếng Anh càng nhiều càng tốt, tại vì không biết tiếng Anh mình cũng chả biết mình phải làm cái gì luôn. Đó đó là khung xung quanh vòng vòng trong khuôn viên trường của mình ha. Đó, đó là bảo vệ của mình đó, bảo vệ trường mình đó, thấy bự không, nhìn người ta kịch cỡm không đó.
nhìn ống thịt cơm không? Bây giờ cũng được vô rồi nè, có bảo vệ mở cửa chứ nếu không thì mình vô sớm thì mình đứng ở ngoài thôi, mình không được vô đâu. Excuse me. Ok, thank you. Thank you. Đây là bảo vệ của trường mình ha. Đó, đây là khuôn viên mà vô cổng chính, ở bên đây là những cái văn phòng chính. Đây. Đây có hai vị này cũng đi học luôn mà mình không biết là level nào, chắc là khác level mình rồi. Cái đây là main office, đây là văn phòng chính, đây là phía bên trong. Mình quay cho các bạn tham khảo thôi. Mình không biết, không nghe được người ta nói chuyện gì đâu, mình nói người ta cũng không nghe, người ta cũng không hiểu mình nói gì luôn nữa. Chẳng quan tâm. Ở đây là cái khu vực là những cái tủ locker này để cho những người đi học ha, người ta những bé đi học nó bỏ đồ vô nè. Nãy mình thấy cái chị vệ sinh ở đây, chị đang dọn dẹp. Hi. Đó, cái chị này chị đây. Yeah, I'm study. I make video. Where you from? Korea. Okay, hi. I'm from Vietnam. Vienna. Yeah. Cái cô đó làm việc ở đây thì cổ đi đến từ Hàn Quốc. Ở đây là cafeteria. Đó, cái này là cái khu căng tin của trường học nè. Các bạn có thể nhìn thấy không? Lá cờ nó nhiều ghê không? Nó đại diện cho tất cả các nước nào có mặt, có học ở đây, học sinh ở học ở đây. Mình thấy Mỹ là đa chủng tộc nên nó có nhiều người đến đây quá. Thì cái bữa mình đi xếp hàng học Anh văn á thì quá trời nhiều người luôn. Thì đa phần những người đó người ta nói ở đâu cái khu vực nào cũng TV studio. Đó, cái phòng ở trong đây. Đó, mình đi trước mình quay cho mấy bạn coi ha, mấy bạn tìm hiểu để muốn đi học, thích đi học thì sẽ đi học được thôi. Đó. Cái trường này là trường cấp 2 ở Mỹ. Đó. Mình đi vô sớm, mình đi để quay vòng vòng mình giới thiệu cho mấy mình. Mình là cái phòng 161 phải không? Mình là 163. Here, this is my room. Oh, đây là phòng học của mình. Hi, how are you? Okay. I'm good. Đây là phòng học của mình ha. Đó là cô giáo, cô giáo tên là Dancy. Cũng còn trẻ, khoảng ba mấy tuổi thôi, cũng là người Mỹ luôn. Mà người ta biết nói ba thứ tiếng, người ta nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng gì nữa đó, tiếng Anh rồi tiếng tùm lum hết. Đó là bài học đầu tiên mình đi học. Thì mình quay một chút cho mấy bạn coi ha, để tìm hiểu trước khi qua đây đi học và học như thế nào, học ra sao. Ok ha. Ở lớp học đang giờ giải lao. Mấy bạn trong lớp. Rồi ăn uống. Cái này cô giáo dạy gì cũng khó ghê. What do you do for fun?